đánh giá sốc từ ông Putin và ông Zelensky, hai quan điểm đối lập về cuộc chiến Ukraine. Trong khi Tổng thống Liên bang Nga nói rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào để chấm dứt xung đột với Kiev đều phải phản ánh thực tế lãnh thổ mới, thì Tổng thống Ukraine dự báo cuộc chiến với Liên bang Nga sẽ kết thúc sớm hơn dưới thời Donald Trump, ghi nhận từ báo tin tức. Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 15 tháng 11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chia sẻ với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào để chấm dứt xung đột với Ukraine đều phải phản ánh thực tế lãnh thổ mới. Trong bản tường thuật về cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 12 năm 2022, Điện Kremlin nêu rõ, các thỏa thuận có thể đạt được phải tính đến lợi ích an ninh của Liên bang Nga, xuất phát từ thực tế lãnh thổ mới và quan trọng nhất là giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây dự báo rằng cuộc chiến của Liên bang Nga chống lại đất nước ông sẽ kết thúc sớm hơn dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Phát biểu với đài phát thanh Subspin của Ukraine, ông Zelensky nêu rõ cuộc chiến sẽ kết thúc nhưng không có ngày chính xác. Dĩ nhiên, với chính sách của đội ngũ này, những người sẽ lãnh đạo Nhà Trắng, cuộc chiến sẽ kết thúc sớm hơn. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng nền hòa bình công bằng là điều quan trọng đối với Ukraine. Đánh giá về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Liên bang Nga và Thủ tướng Đức hôm 15 tháng 11, trong một phát biểu qua video vào tối cùng ngày, ông Zelensky cho rằng cuộc gọi giống như mở hộp Pandora, làm suy yếu nỗ lực cô lập nhà lãnh đạo Liên bang Nga và nó đã cho Nga cơ hội không thay đổi gì trong chính sách của mình, không làm bất kỳ điều gì thực sự. Tổng thống Ukraine cảnh báo sẽ không có bất kỳ thỏa thuận Minsk mới nào, đồng thời chỉ rõ Ukraine cần một nền hòa bình thực sự. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ nỗ lực mạnh mẽ để chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine. Phát biểu tại một buổi gala của Viện Chính sách nước Mỹ trước tiên, America First Policy Institute của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc bang Florida, Mỹ hôm 14 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, chúng ta sẽ làm việc vì Trung Đông và sẽ làm việc rất quyết liệt trong vấn đề Nga và Ukraine. Tình hình này phải chấm dứt, Nga và Ukraine phải dừng lại. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 tháng 11 dẫn phát biểu của ông Trump cho biết thêm, tôi đã thấy một báo cáo hôm nay, trong 3 ngày qua, hàng ngàn người đã bị giết chết, đó là các binh sĩ, nhưng dù là binh sĩ hay dân thường tại các thị trấn, chúng ta sẽ giải quyết việc này. Theo báo The Kyiv Independent ngày 15 tháng 11, chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã làm gia tăng lo ngại cho Ukraine về tương lai của viện trợ quân sự từ phương Tây trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Liên bang Nga. Trước đó, Fox News đưa tin vào ngày 13 tháng 11 rằng ông Trump có thể sớm bổ nhiệm một đặc phái viên hòa bình cho Ukraine để dẫn dắt các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến với Liên bang Nga. Một nguồn tin cho biết, sẽ có một đặc phái viên cấp cao, người có uy tín, sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm một giải pháp hòa bình và việc bổ nhiệm sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Tổng thống Zelensky, ông Trump sẽ giúp xung đột Ukraine kết thúc sớm hơn. Tổng thống Zelensky cho biết xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm tới, ghi nhận từ báo VN Express. Chắc chắn rằng xung đột sẽ kết thúc sớm hơn với chính sách của những người sắp lãnh đạo Nhà Trắng. Đây là cách tiếp cận của họ, lời hứa của họ với người dân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15 tháng 11. Xung đột sẽ kết thúc, nhưng chúng tôi không biết ngày chính xác, ông nói thêm. Tổng thống Ukraine cho hay, ông đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng khi điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng, ngay sau khi ứng viên Cộng hòa được xác nhận đắc cử. Tôi không thấy bất cứ điều gì trái ngược với lập trường của chúng tôi, ông Zelensky nói. Tổng thống đắc cử Trump chưa bình luận về những phát biểu của ông Zelensky. Trong bài phát biểu cùng ngày tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, ông Trump khẳng định sẽ làm việc cực lực về vấn đề Nga-Ukraine và nhấn mạnh xung đột phải chấm dứt.
ông Trump từng nhiều lần phản đối viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine, cho rằng Washington đang phải ký sét trắng cho Kiev. Trong chiến dịch tranh cử, ông cũng liên tục tuyên bố sẽ kết thúc xung đột Nga-Ukraine trong 24 giờ, nhưng chưa nêu kế hoạch cụ thể. Tổng thống đắc cử Mỹ dự kiến nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Những phát biểu của ông Trump gần đây khiến nhiều người lo ngại chính quyền mới của Mỹ sẽ thúc đẩy thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình. Lực lượng Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2022, thời điểm nước này rút quân khỏi thủ đô Kiev và miền Bắc Ukraine. Trong khi đó, chiến dịch của Kiev nhằm vào tỉnh Kursk đang bị chặn đứng. Các đơn vị Ukraine cũng hứng chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng và mất nhiều khí tài đắt tiền do phương Tây viện trợ. Ông Trump sẽ viện trợ cho Ukraine nếu không giải quyết được xung đột với Nga năm 2025. Một số nhà quan sát dự báo, một khi nhậm chức Tổng thống Mỹ và không đạt được giải pháp nhanh chóng cho xung đột Ukraine, ông Donald Trump có thể bất ngờ quay xe với Tổng thống Putin và chuyển sang gia tăng ủng hộ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, ghi nhận từ VOV. Trong giai đoạn tranh cử, ông Trump, nay là Tổng thống đắc cử Mỹ, thường tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine một cách nhanh chóng nếu ông trúng cử. Tuy nhiên, giải pháp mau chóng cho cuộc xung đột kéo dài như thế là vô cùng nan giải. Do vậy, trong năm 2025, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra những quyết định đối lập nhau liên quan đến Ukraine, thậm chí cả kịch bản ít ai ngờ là ông sẽ quay sang viện trợ ồ ạt cho Kiev. Bốn nhân tố tác động lớn đến xung đột Nga-Ukraine năm 2025. Thứ nhất là cuộc tiến công quân sự hiện nay của Nga. Liệu Nga sẽ giành thêm đáng kể lãnh thổ Ukraine trước khi lực lượng vũ trang Nga chấm dứt chiến sự? Không thể xem nhẹ khả năng Nga sẽ tạo đột phá lớn từ bây giờ đến khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2025. Hiện tại, Moscow đang có nhiều dấu hiệu tiếp tục thực hiện tấn công trên nhiều trục. Từ đó, buộc Kiev phải đưa vào sử dụng lực lượng binh sĩ và hỏa lực mà họ dự trữ cho chiến dịch phản công lớn của họ thời gian tới. Nhân tố thứ hai sẽ là kết quả hoạt động quân sự của Ukraine tại tỉnh Kursk bên trong lãnh thổ của Nga. Nhân tố thứ ba tác động đến xung đột Nga-Ukraine vào đầu năm 2025 sẽ là mùa đông. Tình cảnh của Ukraine vào mùa đông rất bi đát, khi mà những cuộc tập kích của Nga đã phá hủy khoảng 50% năng lực sản xuất điện của Ukraine. Thực trạng này lại có tác động chính trị lên quan điểm của người dân Ukraine về chính phủ của họ và chiến tranh. Vào mùa đông tới, cả quân đội Nga và Ukraine cũng sẽ thực hiện những cuộc tập kích tầm xa, đưa ra những đánh giá cuối cùng và tích trữ hậu cần cho chiến dịch thực địa vào mùa xuân. Nhân tố thứ tư chính là việc ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Quan điểm của ông Trump và phó tướng về khủng hoảng Ukraine. Hai cựu thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ nhất, Keith Kellogg và Brett Flesch, đã đề xuất một lệnh ngừng bắn dựa trên hiện trạng chiến tuyến Nga-Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Trump có phê duyệt kế hoạch này hay không. Phó Tổng thống Mỹ đắc cử J.D. Vance rất cởi mở về tầm nhìn của mình đối với Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Vance tuyên bố, tôi không thực sự quan tâm điều gì xảy ra đến với Ukraine theo cách này hay cách khác. Trong một bài bình luận đăng trên tờ New York Times vào tháng 4 năm 2024, ông Vance viết rằng Ukraine cần nhiều binh lính hơn so với khả năng tuyển quân của họ, ngay cả khi áp dụng chính sách bắt nhập ngũ khắc nghiệt. Họ cũng cần nhiều vật lực hơn so với khả năng cung cấp của Mỹ. Thực tế này phải được tính đến trong bất cứ chính sách tương lai nào đối với Ukraine. Trong một cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm Nghiên cứu Pew, chưa đến một nửa số cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ NATO so với có tới 75% cử tri của đảng Dân chủ ủng hộ khối quân sự này. Gần một nửa số cử tri Cộng hòa tin rằng Mỹ đang dành viện trợ cho Ukraine quá nhiều. Trong bối cảnh tâm trạng như vậy, dễ hiểu khi ông Trump quả quyết rằng ông sẽ để cho Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với những nước NATO không đóng góp đủ kinh phí. Mơ hồ khả năng giải quyết xung đột Ukraine trong 24 tiếng. Trước đó, phía Nga đã tuyên bố rằng bất cứ kế hoạch hòa bình nào do chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tương lai đề xuất đều sẽ phản ánh tình hình trên thực địa ở Ukraine, dù rằng Tổng thống Nga Putin vẫn để ngỏ đàm phán.
Hiện nay, khi chiến dịch ở Kursk chưa ngã ngũ hoàn toàn, thì có thể phía Mỹ và Ukraine phải bổ sung rằng cần tính đến cả thực tế ở Kursk. Khi ấy, với tính cách có nhiều ngẫu hứng của ông Trump, một số nhà quan sát nhận định rằng, trong tình huống Tổng thống đắc cử Trump không tìm kiếm được giải pháp nhanh chóng cho cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Ukraine, ông ấy hoàn toàn có thể bất ngờ quay sang thách thức Tổng thống Nga Putin và gia tăng viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định, dưới thời tân chính quyền Trump 2025, xung đột Nga-Ukraine sẽ chỉ leo thang thêm. Lúc đó, Ukraine có thể sẽ nỗ lực tiếp tục chiến đấu mà không còn viện trợ đáng kể từ Mỹ.